Thưa bác, con tên là Phan Nhã Nguyên, con cư ngụ ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Con xin hỏi bác một số câu hỏi như sau, mong bác giải đáp giúp con ạ. Rồi, con hỏi. Dạ, câu 1. Tại sao bác nói phải mở mắt sáng, không thôi đi đụng cụp cụp coi chừng chảy máu? Vậy cái gì là mắt tối, cái gì che đi sự sáng suốt của một con người ạ? Giờ nói về thực tế là con người, con không thấy đường con đi được không, con đúng không? Thấy không? Nếu mà nói về thế giới con người thì con nhắm con mắt, con đuôi, con đi, con đụng liền. Còn nói về đạo, con không hiểu. Tại sao? Giống như con nhắm mắt, đụng đâu, đụng đâu, tin đâu, đụng đó. Bởi vậy có nhiều người họ tu đã đời, họ bỏ. Tại vì họ không hiểu. Nếu mà tu mà con hiểu về cái có giáo lý rồi, giống như con mở mắt sáng, con không làm cái gì hết. Còn con tu mà không giáo lý, kể như con tu mù thì đụng đầu đến đó, ngày mai tu đạo thánh hay quá, mốt cái ông kia kêu đạo thần hay quá, đầu tiên cái chạy vòng vòng rồi, thấy không? Mất công không, làm cái chuyện kêu bằng đổ nước trong cái lu mà không có đáy, đổ hoài biết chừng nào nó lại, thấy không? Đó là ta vậy, thí dụ là vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ, câu hỏi số 2. Tại sao tưởng tham và kiến chấp nó lừa mình? Vậy trình tự lừa như thế nào? Bác cho ví dụ ạ. Bây giờ cái tưởng này, con sống cái tưởng, nếu mà ban đầu vào đây mượn thân từ người, cái tưởng rất đúng. Nhưng mà khi vô đây rồi đó, con lệ thuộc về con tưởng mà con tham, ham vui gì với là hiển linh đó, thì chắc chắn thì mấy ông thánh nhập con liền. Rồi khúc đó nó vẫn còn á. Khi mà con đã nhập thánh nhập rồi, con tưởng thì hoàn toàn con phải theo ổng hết. Đó, con có hiểu không? Đó, vì thế mà con người bảo cho con đừng có tưởng. Nếu con tu thì tao cũng dẹp cái tưởng đi, không có ai nhập con nữa đó. Còn nếu con tưởng tốt thì nó nhập tốt, những xấu nó nhập xấu, có vậy thôi. Vì thế mà muốn tu thiền tông thì làm sao tạo công đức về thôi. 10.000 năm có lần bây giờ, ông Phật dạy cái này để tôi biết con đường tôi về, con dẹp cái tưởng đi thì hoàn toàn không có gì xảy ra đối với con. Mà con tưởng, bởi vì con muốn nói ra cái gì thì con phải tưởng con mới nói được. Thí dụ con muốn góp ý kiến người này người kia thì con phải tưởng con mới góp mới được, phải không? Con không tưởng sao con góp. Vì thế tu thiền tông biết chỉ cho tạo công đức về, tưởng dẹp là không có gì xảy đến với con hết, sống yên vui. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 3. Tại sao bác nói tu thiền tông đừng nhiệt tình quá? Có phải việc gì cũng cần tính cẩn thận, đắn đo để không bị nhân quả xấu thưa bác? Bây giờ con chạy xe gắn máy á, con nhiệt tình, con chạy nhanh quá, con sao, con có an toàn được không? Vô thiền tông vậy, nhiệt tình quá thì chắc chắn có ngày thì con cũng bị người ta. Giống như con đi bất cứ cái làm cái gì thì bình tĩnh mà đi. Đi đường cũng vậy, bình tĩnh mà đi. Đừng có nhiệt tình đi ảo ảo. Nhiều khi cái mình không ẩu nhưng mà thằng kia nó chạy ẩu, nó chạy ra nó đụng mình, thấy không? Tất cả chi thì cũng vậy, tu thiền tông cũng được nhiệt tình. Nhiệt tình quá rồi, nhiệt tình, cái nhiệt tình là cái gì? Do cái phát cái tưởng ra để mình nhiệt tình. Mà phát tưởng ra thì chắc chắn nó sẽ bị sai, thấy không? Ít, ví dụ dù 10 lần đúng, một lần sai, một lần sau con đã chết rồi. Vì thế mà nhiệt tình, bởi vậy ta nói là tu thiền tông phải tu bằng trí tuệ sáng suốt. Đừng có nhiệt tình là nó không sáng suốt. Thế nhiệt tình nó theo cái tưởng của mình thì chắc chắn nó bị sai. Thành ra ta yêu cầu tu thiền tông đừng nhiệt tình mà tu bằng trí tuệ sáng suốt là cái chỗ này nè. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Câu hỏi số 4. Thưa bác, làm sao để hiểu biết của mình nâng cao lên để mình có thể giải thoát ạ? Này nó dễ ợt, con làm gì có công đức con biết. Con có, bây giờ rõ là con làm con biết. Bây giờ hỏi con chứ làm sao con có tiền? Thì mỗi ngày vô nhiều tôi biết, trong túi tôi có nhiều tôi biết. Thì con làm được cái gì có công đức thì tự con biết. Chứ làm sao ai biết cho mình, trong túi mình bao nhiêu ai biết. Ha? Thì mình làm bất cứ cái gì thì mình phải trí tuệ sáng suốt. Tạo công đức được hay không là mình vẫn biết. Con mình được, thứ nhất là tạo công đức được ào ào á. Đem sách cho người này cho kia, xin lỗi nó dục hết mình cũng mong quả nữa. Mình người trí tuệ tu thiền tông phải bằng trí tuệ, chứ đừng có tu bằng cách nhiệt tình quá hoặc là tưởng tượng nhiều quá.
nhiệt tình tưởng tượng nhiều quá chắc chắn bị sai. Tại vì sao người ta chửi Thiền Tông? Người ta tưởng ta mới chửi, thấy không? Ta tưởng ồ cái tiền này nó tà đạo nó mới chửi, nó tưởng mình tà đạo nó mới chửi, chứ nó không tưởng tà đạo làm sao nó chửi. À, con phải để ý cái này, kinh nghiệm của mấy người kia. Chứ còn con tu mà con không kinh nghiệm thì con chết. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 5. Bác nói muốn về Phật giới rất khó, vậy khó ở chỗ nào? Bác giải thích và lấy ví dụ để chúng con hiểu ạ. À, con suy nghĩ, con đi dưới đất đi điểm A, điểm B, dễ đi không? Đi qua sông núi không thành vấn đề, nói rất dễ. Còn cái đi mà tu Thiền Tông đi đường hàng không á, khó không? Điểm A qua điểm B mà còn đáp không được thì còn khó, thấy khó không? Mà còn không biết cái bãi đáp rồi còn chết. Con vừa cất kính lên mà còn không biết bãi đáp rồi con đi đâu, con đáp đi đâu rồi? Rồi con phải tưởng, thế là con chết. Cực kỳ khó. Vì thế mà bác nói tu Thiền Tông giống như đi qua tiễn. Qua tiễn nó có cái bãi đáp không? Có, nó có cái càng đáp không? Nó có. Bà tiễn nó có đó. Một là tới đó rớt xuống có thôi chứ không có dù bài đáp. Rồi nếu mà nó còn không đáp không được sao? Thì nó nổ rồi con banh xác rồi đó. Tức cực kỳ khó chứ không phải. Giờ con suy nghĩ nha. Người ta tu Thiền Tông, vô Thiền Tông rồi mà ta còn quay mặt ta chửi Thiền Tông đó. Nó còn suy nghĩ có khó không? Còn cái tờ vật lý có ai chửi không? Con suy nghĩ rồi tu cúng, đầu cúng rồi còn không cúng thôi. Không khi nào con trở lại con chửi cái đầu cúng đâu. Mà con tu Thiền Tông mà con không theo nữa là con chửi Thiền Tông liền. Con tu Thiền Tông con tu lại mà con không lại nữa con thâu bình thường không chửi nha. Tất cả những cái pháp môn tu ở thế gian này con bỏ con không chửi. Mà riêng cái Thiền Tông con bỏ con chửi. Nói gì thế mà ông Phật bảo đừng có tu, đừng có khuyên. Liệu được tu thì tu được thôi. Đó, nó khó là khó chỗ đó đó, hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu thứ 6 ạ. Bác nói muốn về Phật giới chỉ cần công đức, không cần ít hay nhiều, miễn là có công đức trong sáng. Vậy hiện tượng chạy theo ham muốn công đức nhiều, vậy ham muốn công đức nhiều thì công đức có bị bôi đen không? Và cửa về Phật giới có bị hàn sắt không ạ? Ham muốn công đức này là ham muốn nó có cái loại, một cái loại mà tham vọng nó khác. Mà tham cái ham muốn trong sáng nó khác. Càng nhiều càng tốt chứ sao? Giống như con đi làm 1 giờ 10 đồng thì nếu mà con làm 2 giờ con đủ sống rồi, con làm 2 giờ. Con người ta nói tôi muốn làm 10 tiếng đồng hồ cũng tốt có sao đâu, nhưng mà phải trong sáng thì nó tiền nó vô nhiều. Nhưng mà con làm mà đừng có mánh mung gì trong cái này thì rất tốt. Còn tạo công đức cũng vậy, con tạo công đức trong sáng thì cái công đức có giá trị. Còn tạo công đức mà mánh mung thì công đức có nhưng mà nó bị bôi đen, không xài được ở thời buổi này mà thời buổi tương lai. Đó, phải hiểu cái thế giới này. Tất cả gì con người ở trên thế giới này đó, nếu mà gọi là trí tuệ sáng suốt mà tưởng thì rất tốt. Tưởng mà trí tuệ sáng suốt rất tốt thì làm nó thành công. Còn tưởng mà trí tuệ mờ ám thì bị sai cái chỗ đó đó. Thấy không? Phải hiểu cái thế giới này, Thiền Tông nó khó. Tuy nó khó nhưng mà nó cũng rất dễ. Nhưng mà với điều kiện là con đừng có tưởng mà con làm bất cứ gì bằng trí tuệ sáng suốt là con không sao hết. Còn con làm mà trí tuệ con không sáng suốt thì chắc chắn con bị nhân quả xấu. Nếu trí tuệ không sáng suốt mà con làm thì chắc chắn con bị phá cái nhân quả xấu, có vậy thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 7. Dạ, trên cõi trời có chim cá và muôn thú không ạ? À? Những loài đó là chung ấm thân từ trái đất lên hay là gì ạ, à, thưa bác? Trên đó là do cái tạo cái tạo của cái loài trời ở trên đó nó tạo. Bây giờ giống như mình đây này, cái con cá tứ đại á, mình thấy phải không? Nhưng mà con cá điện từ nó có không? Bây giờ tiện lái xe đó, cá con chim điện từ lái xe đó, nó có không? Nó đâu thì nó do điện từ nó tạo ra, trẻ trẻ nó tạo bằng cái điện cái vậy thôi, nó không mang cái trung âm thân của nó được, mà nó là hình thức tạo thôi. Trên đó nó tạo để cho nó vui, thấy không? Giống như con đi vô trong cái rạp hát hay cái khu vui chơi, nó tạo bao nhiêu hình ảnh bằng điện, đó là cái bằng điện của con chim điện, rồi cái cây cũng bằng điện chứ đâu phải là bằng thật đâu, đó là giả có thôi. Cái đó là trang trí cho cái thế giới của trời, thế giới của điện. Còn mình ở đây
cái điện á, thì bây giờ người ta văn minh rồi, ta mới trang trí bằng cái tia laser, cũng cho cái cây cỏ hoa lá bông trái con này con kia nó bằng điện, đâu có thật đâu, nó do cái điện nó tạo ra thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Câu số 8 ạ. Phật tử thiền tâm có con cháu có tình thương lớn dành cho con cháu, khi lâm chung mình phải chuẩn bị tinh thần như thế nào để tình thâm không níu kéo trở lại luân hồi được ạ? Giờ có thương gì thương, nhưng mà được dứt khoát chuyển qua kiếp thì tôi muốn về con cháu thôi, bye bye nó đi, đừng nó lại nó kêu ông ơi bà ơi thì chết rồi, bà đi theo mày lại đây, bà ôm một cái nó dính ngược lại tí giữ keo mà, thấy không, tí giữ keo nó dính nó lại là con ở lại thôi. Thôi dứt khoát trước khi đi tụi bay đừng có tới tao nữa, tao về. Chứ bây giờ đã lại xong rồi, để chuyển qua cái thế giới khác rồi, ông thần hỏi giờ sao, về hay là đi vô gia đình làm tiếp? Nó thôi tôi thấy con tôi cháu tôi thương quá tôi vô thì bắt bố nó được đẩy qua liền. Vừa nói vậy là bôi công đức để cho mày vô dòng họ đi đó. Mình phải hiểu, phải sáng suốt cái này. Đã đi qua cái thế giới khác rồi, không còn nữa. Thế giới vật lý tứ đại này thương mến gì cũng được, nhưng mà khi đã qua thế giới điện từ rồi, dứt khoát trời con không lên, mà thần con không ham, mà thánh con không mê, về Phật giới, thẳng đường về Phật giới. Thấy không? Phải buông hết tất cả gì, đừng tưởng. Bởi vì ví dụ con tưởng con cháu hay là ông bà cha mẹ là do cái tưởng. Trời ơi, nhớ mẹ tôi hồi đó sanh tôi cực khổ, tôi lại ôm bỏ ra dính cứng gắt rồi tôi rồi trả lại. Thấy không? Bởi tu truyền tông phải hiểu cái khoa học vật lý này, còn con không hiểu khoa học vật lý này còn tu là bị sai liền. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu 9 ạ. Phật tử thiền tông là giác ngộ và giải thoát cho bản thân mình, chứ không phải thấy những vật lý xung quanh ngộ rồi vác phải không ạ thưa bác? Ngộ giác là mấy ông vật lý, chứ mình là giác ngộ là hiểu biết rõ ràng. Giải thoát được ra cái sức hút này nè. Cái sức hút keo nè, mình làm sao đừng có đụng nó. Chứ sức keo mình đi mình đụng là nó dính. Vì thế mà tại sao cái điện từ âm dương nó không dám đi đụng mặt đất, mặt đất là mặt keo. Vì thế mà người ta đi trong điện từ, người ta đều phải cách đi mặt đất. Vì thế mà mấy cái cõi âm nó đi không khi nó đụng đồ đất đâu, nó đi trên mặt đất không. Thấy không? Bây giờ nó mặt đất là mặt đất keo, đụng nó dính liền. Đó, người ta cũng hiểu cái nguyên lý này. Chứ mình thấy tại sao mấy cái bóng vong hồn nó đi tạo ra hở mặt đất. Tại vì nó sợ cái mặt đất nó hút. Nó phải đi trên cái mặt đất là cái chỗ này, lý do đó đó, thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ. Con hỏi câu số 10 ạ. Người tu thiền tông mà kiến chấp thì công đức bị bôi đen, vậy bác phân tích từng chữ cụm từ kiến chấp cho con hiểu ạ. Tầm quan trọng của kiến chấp đối với người tu thiền tông ạ. Kiến là chữ thấy, chấp và cho ta thấy đúng là chữ kiến chấp. Cho ta thấy đúng, suy nghĩ đúng, hành động đúng là kiến chấp. Thấy mà kiến chấp là sai. Nên nhớ là trên đời này không có cái gì mà đúng hết. Trên nào đời này cái gì nó cũng theo quy luật nhân quả thôi, chứ không có cái nào đúng tuyệt đối hết. Trong cái gì nó có đúng thì nó còn có cái sai trong, chứ không có cách nào đúng hết. Thế giới vật lý mà có âm thì phải có dương. Nó còn phải hiểu cái nguyên tắc này. Vì thế mà ai mà kiến chấp, tại sao đó, tại sao cái người thí dụ người ta mấy ông thầy ông tu đi, ông tu giải thoát mà ông nghe giải thoát ông chửi là chị ông kiến chấp, ông nói tao tu mấy dùng năm tao còn chưa biết mày đâu, không mày không tu ngày nào tại sao mày biết đó, ông kiến chấp ông chửi vậy thôi. Có khác nào hồi đó Lục Tổ Huệ Năng không, mấy ông thầy ở trong đó nó thường ông kêu ông cái ông bắn củi ông giả gạo này biết mẹ gì bắt vô sai là mà tới khi mà ông nhận được thì ông mới lấy cái y bác ông chạy đi, sách vở ông chạy đi, thì về sau mới biết vậy mà còn phải dí theo lấy lợi đó. Con xin kiến chấp mấy người kia đó, trời ông này biết gì, cái ông thần tú này mới giỏi nè, thấy không? Tôi cũng là kiến chấp thấy chấp là cái ông thần tú này giỏi, cái ông này dở nè. Chỉ kiến chấp là cho mình thấy biết đúng gọi là kiến chấp, mà trong khi nó trật lắc mà mình cũng cho là đúng là nó là gọi là kiến chấp. Vì thế mà nên bỏ kiến chấp, sống bằng trí tuệ sáng suốt. Ví dụ cái gì người ta nói ra con phải suy xét cho kỹ thật kỹ,
Đúng thì tin, không đúng đừng có tin. Gọi là vậy là con người mới trí tuệ. Còn con người không trí tuệ thì kiến chấp, ô cái gì chúng ta là giỏi hết. Thấy ông tu á, 80 tuổi ông đó giỏi đó, còn cái ông mới 20 chưa không giỏi. Là kiến chấp không được. Kiến chấp theo hình tướng không đúng. Ông nào hiểu giác ngộ và thứ ông đó giỏi đó. Còn ông nào mà ông một bởi vì thế mà 100 tuổi mà không hiểu cái này cũng dở nữa. Còn ông ta mới có 10 tuổi mà ta biết ta cũng giỏi nữa. Vì trong kinh Đức Phật thường nói, thành nói là ta khen khen những người nào có trí tuệ. Còn người mà nó xin lỗi kêu bằng kêu bằng khôn á, 3 tuổi cũng khôn, dạy già đầu cũng dạy. Phải không? Phải hiểu cái câu này thì con mới sống thế gian này được. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 11 ạ. Thưa bác, khi con người chết mà vào trung tâm vận hành luân hồi thì khối nghiệp phước đức và ác đức trở về với bản chất điện từ âm dương của nó, chỉ mang khối công đức về Phật giới. Vậy Phật A Di Đà trở thành một vị Phật ở Phật giới thì ông tạo cõi trời tịnh độ bằng phước của ông khi ông còn ở trong tam giới hay trở về Phật về giới rạ? Một vị Phật mà muốn là tạo nước tịnh độ thì ở trong này phải tu, vậy là công đức phước đức song tu. Công đức về Phật giới, cái phước đức ông để cái tam giới này nè, để mà ông đi đến chu du ở đâu thấy cái hành tinh nào thì ông lấy phước đức để ông mua cái hành tinh đó. Bởi vì con nên nhớ là trong càn khôn vũ trụ này biết bao nhiêu mà tam giới chưa người sống. Thấy không? Thì tạo thiếu dư nó tạo thiếu gì, giống như mấy ông nhà giàu người ta có tiền, người ta tạo ra thành phố người ta bán vậy đó. Giờ thiếu gì? Nhiều cái khu đất gọi là khu này các nhà mà chưa ở. Thì con có tiền của nhà rồi con mua cái đó. Thì ông A Di Đà cũng vậy. Lấy phước đức người ta mua chứ công đức không có mua được. Lấy phước đức người ta mua cái hành tinh này tạo ra cái hành tinh nước cực lạc. Cực lạc để ông làm gì? Ông dụ người ta tới đó chơi cho nó vui, ăn vui rồi ông nói đây tao có cái trường dạy giải thoát này, mới vô tao dạy cho. Vô nước cực lạc ông dụ để đưa đến cái trường giải thoát, ông dạy vô đây thì qua khai kiến Phật ngộ vô sanh thì ông mới dẫn về, rồi tao dẫn mày về xứ này, về xứ mày gì mày đã về Phật giới. Thấy không? Mình phải hiểu cái nguyên tắc này. Chứ không phải là nước cực lạc mà vô để hưởng vui thì có, nhưng mà để dụ mấy người tham vô đó để học cái công thức giải thoát. Con hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con hỏi câu số 12 ạ. Thưa bác, khi về Phật giới thì những vị Phật muốn gặp nhau và giao tiếp có dễ không ạ? Khi mà Phật giới bao la rộng lớn. Bây giờ con suy nghĩ là trái đất này con thấy rộng không? Nếu mà con biết tần số với nhau á, bây giờ cái con có một bạn đó bên Tây, bên Mỹ đi, con mới số điện thoại đó, con gặp nó dễ không? Bấm nút này hiện ra trước mặt con liền. Ông Phật cũng vậy thôi. Ông hồi đó bên này quen biết không biết kể cái vợ chồng rồi đó. Tôi với ông ở bên thế giới này là vợ chồng, bây giờ tôi bấm nút gặp nhau rồi bắt đầu cười thôi. Bây giờ ở trên này có vật lý này không có vật lý. Có nghĩa là tôi biết, nhưng mà biết ở đâu, ở trên thế đất này con số biết số điện thoại của người nào con bấm, ở đâu con cũng thấy trước mặt thôi. Mà cái thế giới nó vật lý nó còn vậy, còn cái thế giới phi vật lý nó còn gấp, nó nhanh gấp 1 tỷ lần của đây nè. Giờ ở đâu không biết, nhưng mà hỏi chứ giờ ông hồi đó ông Thích Ca với ông gì đó bấm nhau giờ, nhớ rồi, chỉ nhớ rồi, nó hiện ra rồi. À, rồi hai người nói chuyện, nhưng mà nói chuyện xong rồi thôi, nó không có bên hình, bên Phật giới nó không có hình tướng với mình, nhưng mà khi hiện thì hiện hình tướng của một vị Phật. Mà khi đã xuống rồi nó đi vào trong cái thế giới điện từ quang, nó chìm trong đó. Khi đi thì nó hiện theo cái hình tướng đi, đứng thì hiện theo hình tướng đứng, ngồi thì hình tướng ngồi, kêu là tùy. Bởi vì trong Phật thường nói là câu là tùy duyên biến hiện là cái chỗ này. Còn nếu không ấy, chứ đâu phải như mình đây là cái góc đầu đầm quá sao được. Bên đó có hiện, có cần hiện thì không có là thôi. Đó, hiểu không? Thành ra bây giờ còn muốn gặp nhau thì nhớ là ta có cái tần số riêng. Tới đó, vô tới đó, giống như mình người Việt Nam. Mới đẻ ra nó cho con cái số chứng minh nhân dân, nó cho số. Thì mỗi người nhớ thôi.
Giống như mình là cho cái số điện thoại rồi, ai vô đây cũng có số điện thoại riêng, muốn liên lạc nhau thì biết số, bấm bấm thấy biết nhau. Rồi con hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, con hỏi câu số 13. Thưa bác, khi Thái tử Tất Đạt Đa qua nước Văn Lang gặp công chúa Hùng Thí Loan để nhờ công chúa, Thái tử Tất Đạt Đa có giúp công chúa nhớ lại thời quá khứ đã từng giúp Phật Ca Diếp hay không ạ? Công chúa Hùng Thí Loan có kiến tánh không ạ? Khi mà ông Thích Ca ông đi rồi, công chúa Thí Loan không biết gì hết. Nhưng mà Thích Ca hiện là sao tự nhiên đâu bây giờ nhớ hết. Ông nói gì cũng biết hết. Tại sao? Thế giờ cái công đức của ông Thích Ca này nè, mới mã quá được cái sự hiểu biết. Còn công chúa Hùng Thí Loan khi mà Đức Thích Ca đi rồi hoàn toàn không biết, giống như con người bình thường. Nhưng mà khi ta đến ở đây thì cái làn điện từ quang ở đó nó roi lại, thì tất cả những cái đời trước của Hồng Thí Loan bao nhiêu nó hiện ra hết. Thì ông nói gì nó biết hết, không chỗ biết hết. Có hiểu không? Đó, thành ra đâu có cần nói gì đâu. Giống như khi mà cái ánh sáng điện từ quang nó tới thì những cái vô minh nó phá hết. Nó phá hết thì những cái gì mà bao nhiêu tỷ đời trước nó cũng hiện ra hết. Con muốn hiểu cái đời nào thì hiểu đời đó. Đó nói vậy. Vì thế mà từ kêu bằng tại sao mà khi mà ông Thích Ca mà ông đưa cái hạt Minh Châu cho Long Nữ, đầu tiên nó không biết, nhưng mà khi Long Nữ cầm cái hạt Minh Châu rồi thì hiểu hết. Nó bao nhiêu cái bí ẩn bí kíp gì trước ông nó hiểu hết. Thì ông Thích Ca nói về Long Nữ biết hết, đâu biết rồi. Đó, con hiểu cái chỗ đó. Rồi từ lúc đó mới nhớ lại. Vì thế mà nó có cái sứ mạng phải đến tới cái thời buổi nào thì mới tiếp nối cái dòng thiền tông này để công bố ra, là cái chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 14 ạ. Thưa bác thường nói phải sáng suốt, mà một người đang ở trong tối thì làm sao để sự sáng suốt của họ tăng lên ạ? Người trong tối muốn sáng suốt ra thì chỉ dễ thôi. Thì con làm sao tạo có ánh sáng. Ánh sáng là cái gì? Là công đức đó. Con mà kêu bằng dốt cỡ nào đó, nhưng mà con có công đức tự nhiên con nó sáng, con hiểu hết. Bây giờ thí dụ con tu thiền tông mà con nghe người ta tu mà con tu không được, con muốn con sáng, con chỉ tạo công đức tự nhiên con cái cuộc đời con thay đổi liền. Mà cái đó chỉ con biết thôi chứ người thứ hai không biết. Bởi vì tại sao mà cái người ta có công đức càng nhiều con người nó sáng lắm, mà nó rõ lắm. Nhưng mà thường thường ta không nói cho ai biết cái này, bởi cái này nó mình không thể nói đi cái thế giới của âm được. Cái này gọi là thiên cơ bất khả lậu, tự mình biết được thôi. Thì thế Đức Phật có nói là uống nước nóng lạnh tự biết, tự mình biết thôi. Không có nói cái chuyện mà tôi uống nước nóng quá lạnh quá không có được. Anh nói vậy thì ta nói mình điên rồi. Tự nhiên uống nước nóng cũng chảy nói, nước lạnh cũng chảy nói, ta nói là điên. Phải không? Thành ra tự mình biết thôi. Mình có công đức tự mình biết, không cho người thứ hai biết. Người thứ hai biết thì thành mình là kiến chấp rồi, nó khoe khang. Con chỉ cần cho người thứ hai biết nó bôi đen của con liền. Thế giới vật lý này nó vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 15 ạ. Trong cuộc sống không cúng cầu lại sinh, vậy mình có thể khuyên nhủ người khác không ạ? Một người có thói quen xấu hay dính những vật chất xung quanh, vậy mình có thể dùng lời khuyên giúp họ ngộ hay sáng lên được không thưa bác? Nếu không ai khuyên được ai vậy, bác nói lý do tại sao không ai khuyên được ai ạ? Ông Phật còn khuyên không được mà chỉ mình làm sao khuyên. Nhưng mà có thể này nè, con muốn khuyên người đó không mê tính gì đâu á. Con đừng khi nào nói trực diện người đó. Con đưa hình ảnh vu vơ con nói, con đừng có đề cập đó. Tự nhiên nó nhộp, nó thay đổi được. Cái đó mình dùng kỹ thuật á, kỹ thuật ba chiều á. Nói đông mà cái bên tay nó hiểu, nói đông hiểu tay là cho nên cái con nói trực diện với nó phản ứng liền, thấy không? Thì con đưa hình ảnh con nói chuyện này đó kia, thì tự nhiên người ta biết con độ người ta đó. Con gọi là chịu thực độ là chỗ này nè. Nói đông hiểu tay, đừng có khi nào ấy. Chứ bây giờ nói người ta đang cúng, ô chị nói chị cúng thì ai ăn rồi nước mê tín nó đập con cái rầm. Thì con chỉ đem cái câu chuyện chuyện của nói đằng kia là nói chuyện power bên kia rồi, tự nhiên nó hiểu. Nếu mà nó hiểu được thì nó cảm ơn con. Mà có nhiều khi nó không cảm ơn nhưng mà nó biết, nó nhớ con. Mà con có công đức rồi, con độ một cái câu mà diêu thực độ là cái chỗ này nè.
không? Mình phải độ người thì phải biết cách, chứ không phải là đụng đầu nói đó thì con, nó thuộc vị chấp ngã rồi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 16 ạ. Thưa bác, khi một người tạo công đức trong sáng mà mình tác ý ủng hộ họ, vậy người âm thầm ủng hộ như vậy thì người ủng hộ này có công đức không ạ? Có. Trên thế gian này mình thấy cái mà cái người với con người thì nó giao cảm, nhưng mà cái công đức á, nó không cần cái giao cảm này, tự động. Thí dụ bây giờ con cho cái ông A mượn cuốn sách, ông A rất hay rồi, bà không nói gì còn hết, nhưng mà ông chỉ ngộ được thì cái âm thầm công đức nó chuyển về con liền. Rồi ông cho người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thì cái đó cái hệ thống nó sẽ chuyển hết về cho con. Thấy không? Nó chuyển khoản về hết cho con mà con không biết đâu. Nhưng mà khi có diệm gì con mở tủ ra thì con mới biết đây. Khi mà ông thần ông nhìn thấy, ủa sao công đức dữ vậy? Vì thế mà hồi xưa ông Thế Lợi phát ông đâu có biết đâu. Nhưng mà ông Thích Ca nhìn thấy ông có công đức quá lớn này. Thì ông nói tôi có làm gì đâu có công đức. Thì ông Thích Ca đó, hồi xưa đó ông giàu lắm phải không? Mấy đời á, chứ bây giờ cũng giàu á, ông xác nhận ông giàu. Nhưng mà những cái lúc mà ông đi làm từ thiện á, người ta vô tình ta lấy cái số tiền ông ta làm tạo được cái công đức. Thì tự ông có thôi, làm sao ông biết. Đó, thì cái này nó vô tình, nhưng mà cái tài khoản biết, nhưng mà chỉ cái người mà có cái Phật nhãn ta mới thấy được thôi, còn cái người thiên nhãn thấy không được. Còn mình phàm phu thì còn tối đuôi nữa, còn không thấy được. Thì mình làm cái này cái gì cũng vậy, thì con phải tạo bằng cái công đức trong sáng, đừng kiến chấp và đừng tưởng. Con tạo mà con cho người khác mượn cái cuốn sách mà con tưởng là bắt rồi con mất liền, chỉ con tưởng là mất rồi. Thấy không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu số 17 ạ. Thưa bác, tại sao các cơ quan nhà nước không lập ban kiểm soát việc thu chi của các chùa giống như quản lý một công ty hành chánh? Có một số trường hợp xảy ra như có Đại Đức Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng ở tỉnh Vĩnh Phúc, xin hoàng tộc nói có 300 tỷ. Vậy số tiền này từ đâu ông có hợp pháp không? Tại sao nhà nước không quản lý được, trong khi cán bộ nhà nước mà tham ô một đồng nào cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật ạ? Bây giờ cái luật không có cái chuyện cái luật thu tiền của chùa, thì nhà nước nào thu, nhà nước sống theo pháp luật. Chừng nào mà cái quốc hội nó cho cái lực thu tiền lời của chùa đó thì nhà nước mới được quyền làm, chính quyền mới được làm. Lực đâu có cái vụ thu tiền chùa, thấy không? Thì làm sao? Còn cái chuyện mà ông được nhiều ít là chuyện ta cúng tiền đó, ủa cái chuyện người ta thương tôi cúng thôi, đâu biết được. Chứ ổng đâu có đi móc túi ai đâu, thấy không? Còn bây giờ làm sao lấy cái cớ gì mà nếu mà cái luật thế mà nó đóng thế thu nhập cá nhân thì phải có cái lực đóng thế cá nhân của mấy thầy chùa. Đâu có cái lực đây làm sao nhà nước làm cái việc này, không được. Cái đó là tự nguyện, ổng giàu quá thì ổng bố thí ổng đưa cho nhà nước được, tự nguyện thì được. Chứ còn trên luật không có. Tất cả gì trên cái nước Việt Nam mình là làm sống theo luật pháp và hiến pháp. Luật pháp cho tôi mới chính quyền mới làm được, luật pháp không cho chính quyền làm sao làm được này. Thì giờ tôi xin lỗi 300 tỷ chứ 3.000 tỷ ông còn không làm gì được ông á. Không? Ủa, ta tin tư tôi thì ta cho tôi đâu có xin nợ đâu. Người ta tới tôi, người tu người ta đem tới cho tôi thì tôi nhận thôi. Không? Thì con hỏi này cũng đúng, nhưng mà đều hỏi không đúng luật, tính ra không đúng luật. Chừng nào có lực thì mới chính quyền mới thực hiện được, còn không lực thì không thực hiện được. Hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Con hỏi câu 18 ạ. Thưa bác, tại sao trong cuộc sống mình gặp một số vấn đề nào đó, mình không nghĩ ra hướng giải quyết, một thời gian sau, có khi mấy tiếng, có khi mấy ngày thì mình chợt nghĩ ra, hiện tượng đó là hiện tượng gì thưa bác? Cái chuyện đó là thực thi nhân quả, do thần thực thi nhân quả. Có nghĩa là bây giờ con muốn làm cái chuyện đó, nhưng mà tới chưa có cái thời điểm. Khi tới thời điểm đó tuy nó xảy ra một ngày trước, nhưng mà chưa tới thời điểm thì thần thực chi nhân quả không khai mở được. Bây giờ đó, con một ngày trước là con muốn rồi đó, nhưng mà cái nhân quả của mày phải đúng 24 tiếng nữa nó mới nở được. Thì tới đó thần nó mới dắt cho con, nó dẫn cho con, nó khai cho con ở chỗ này. Gọi là thần thực thi nhân quả.
Nhưng mà cái ham muốn con đến sớm quá, chưa được. Chừng nào đúng tới chiên thế giới, thần tự nhiên nhắc con, không nhớ ra, thì con làm mới đúng. Đó là thần thực thi nhân quả. Đúng, 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 đúng thời, đúng tiết là cái chỗ đó đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con xin hỏi con 19 ạ. Thưa bác, trái đất đang ở cuối thời kỳ trụ, sao sẽ chuyển sang hoại và diệt? Vậy bác có thể cho cháu biết thời gian bao lâu sẽ có thiên tai hay tai họa ập đến loài người? Bác cho ví dụ về thiên tai hay tai họa trong thời kỳ hoại của trái đất để cho một số người biết và ráo riết tu giải thoát để có thể một đời này trở về Phật giới tránh được tai họa vậy thưa bác. Giờ tất cả cái chu kỳ nào cũng vậy. Thí dụ mà trái đất này thành trụ hoài diệt là nó tới 1 triệu lần nữa. Mà nên nhớ rằng khi một vị Phật mà về Phật giới 3.000 năm thì cái chu kỳ diệt nó sẽ đến. Nhưng mà nó cái hiện tượng này tại người ta không để ý chứ để ý nó được. Còn năm trong kinh Kim Ca có nói câu 500 năm sau cùng con người đi vào cái chu kỳ diệt. Trong kinh Kim Ca nói rõ mà tại người ta không đọc thôi. 500 năm sau cùng của Đức Phật á, của 3.000 năm của Đức Phật á, thì con người đến thời kỳ diệt. Là gì? Ông chứng minh là tới đó, là tới cái 500 sau cùng này là bao nhiêu cái phát minh nó phát ra hết. Đấy, phát minh ra để làm gì? Phát minh cái súng để làm gì? Để nó giết người làm gì? Thấy không? Phát minh để làn sóng điện là gì? Thì nó cũng là tôi tiêu diệt đối phương. Một phần nó phục vụ dân sinh và một phần nó tiêu diệt đối phương. Nó cũng là tiêu diệt. Thì tại người ta không để ý. Giờ con suy nghĩ nè. Trái đất này nước nào không sản xuất vũ khí, nhưng mà sản xuất để làm cái gì? Để giết người gì? Nếu mà lãnh đạo đó mà sản xuất nhiều quá mà cái ông đó mà không có cái tánh tham là sao? Ông giết người ta. Ông giết người ta chỉ giết ông. Đánh nhau là gì? Và hai thằng đánh nhau nó rung đinh con khúc mà bây giờ trước này 100 mấy chục nước nó đã lọt lọt nó đánh nhau rồi sao? Thì trái đất thì còn không? Nói mà nó mà thử bom nguyên tử không, thử thôi chứ đừng có đánh nha. Thì chắc phóng xạ nó ra trái đất này còn không? Còn có thể sống nổi không? Nó thử thì đi nguyên tắc á. Nguyên tắc thì nó mà nó thử ở giữa biển á, thì nó không có cái phòng bảo vệ nha. Nhưng mà rồi nó có không khí nó có bay không? Còn nó ở thử trong đất liền thì nó phải chôn ở dưới trong cái hầm á. Nhưng mà nó có thể làm kín nổi không? Nó phải xì. Vì thế mà cái chất phóng xạ nó ra thì cái con Covid này nó mới mạnh à, mới đốt ăn cái lao khổ mình được, nói cho con biết. Con Covid này nè, nó ra nó là do nhiễm phóng xạ chứ không có gì, là nó tự động nó lớn lên. Vì thế mà Đức Phật ông nói khi con người đến thời kỳ mạt thượng pháp thì rồi người văn minh siêu tốc để rồi đi đến hủy diệt đó. Câu đó nói trong kinh mà không ai nghe thôi chứ mấy ông đâu có đọc kinh đâu. Vừa rồi con có để ý nè, cái bài 24 phát ra là cái bài nói rất rõ mà có ai chịu nghe không? Mà ta nói bằng khoa học thực tế chứ không phải là nói mù mờ, mà có ai chịu nghe không? Cái tình trạng này, văn minh siêu tốc này có thể chịu nổi 100 năm nữa không? Chứ đừng có nói chị. Tại sao Thiền Tông nó ra đời 100 năm nó chấm dứt rồi? Là nó không phải cái ai dẹp nó, nhưng mà đều 100 năm này cái thế giới diệt nó cũng phải nó mất, tự nó mất. Giờ không ai tu nữa thôi chứ vừa thì nó còn thấy không? Nó thành ra bây giờ cái hiện tượng này, bây giờ con suy nghĩ nè. Ngày xưa nó con muốn làm bất cứ cái gì vừa thì con có thể là con nghiên cứu tìm cách này con thế kia, nó lâu lắm, bây giờ không cần. Ngồi tại nhà nó điều khiển trái đất này năm châu một không nhà nó biết hết. Bây giờ con tin nè, xe mà chạy trên đường dù bên nước nào cũng vậy mà gõ cái Google Map luôn là biết con ở đâu luôn, mà chạy tới đâu. Bây giờ cái văn minh và dân sự nó còn vậy, còn văn minh quân sự nó như thế nào nữa, con đâu có hiểu nổi đâu. Nếu mà cái tà này nó cứ lên dài khoảng 100 năm nữa thì văn minh con người khủng khiếp lắm. Thì khủng khiếp, phải giết nhau thì phải chết, tự nhiên chết hết. Bây giờ nó ô nhiễm không khí này, mấy kỹ sư khỏi sống nổi không?
anh cũng kỹ sư về sản xuất ra chứ, nhưng mà tôi chết anh cũng chết chứ, anh sống cao lắm, anh sống thêm được vài ngày nữa thôi. Người nào cũng chết. Bây giờ chịu bệnh Covid này, có khi nào tổng thống không bệnh Covid không? Dân bệnh Covid, tổng thống nó không bệnh còn lâu. Khi nó giết là nó giết hết, thấy không? Mà mình nếu mình không khéo thì mình sẽ đi vào trong cái ngõ cụt của thế giới này. Vì thế mà tại sao cái bài 24 của Thiền Tông được cho phát ra để giúp trái đất và loài người sống dài chút nữa, sống dài chứ không phải sống hoài, sống dài nữa thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 20 ạ. Thưa bác, các công trình của thế giới đang xây dựng một cách phồn vinh và văn minh như vậy mà vài trăm năm nữa sẽ bị hủy diệt và chuyển sang thời kỳ đồ đá sao ạ? Giờ con suy nghĩ này. Nhờ mấy cái nước mà bây giờ nó nước cổ ở Nam Mỹ, nó có những cái thành phố cổ á. Không lẽ nó sinh diệt rồi trở thành ấy. Bây giờ nữa nếu mà khi mà nó chiến tranh mà nó hủy diệt á, thì trái đất này nó bị chao đảo, nó rụng. Thì xin lỗi nhà lầu mấy thân nó cũng sàng bằng đó. Nó rung mà. Núi nó còn rung được thì cái nhà lầu cũng nhầm gì. Thấy không? Thì tất cả gì bây giờ con người ta nó thiệt còn á, ngày mai chết, bây giờ còn có nhiều mấy ông giàu ngày mai chết mà giờ cũng là làm á. Chứ nào ngã gục xuống thôi thế. Mấy cái lòng tham con người không dừng được đâu. Biết ngày mai chết bây giờ cũng làm. Trái đất này nó ấy. Bây giờ không lo cứu cái môi trường của trái đất, mà để lo sản xuất những cái mà ô nhiễm. Ô nhiễm nên bớt lại đi. Thấy không? Thì sản xuất những cái gì không ô nhiễm đi. Bây giờ sản xuất ra những cái chất này kia nữa là phải ô nhiễm hết. Mà bây giờ không lo cái này, không lo cái lò môi trường mình đây, mà lo cái quê lợi của mình thôi, cho mình. Ai chết mặt ai, bây giờ tôi thu tiền được của tôi. Chết là chết chỗ này. Mà khi ô nhiễm môi trường, cái ông sản xuất có sống không? Ông cũng chết như ta. Nhưng mà ông không hiểu cái này. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 21 ạ. Thưa bác, thời kỳ Đức Phật còn sống, Ngài có viết giáo lý cho 5 pháp môn tu của Đạo Phật: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa, niệm Phật, niệm chú. Không thưa bác, sao các chùa tu theo 5 pháp môn này mà không có giáo lý, mà chỉ thấy có kinh điển của Đức Phật không ạ? Bây giờ tất cả cái pháp môn đầu ra đều có cái giáo kinh, giáo lý, giáo luật, giáo lễ trong đó hết, có hết. Nhưng mà người ta không xài, nó kẹt ở chỗ người ta không xài. Bởi vì cái ban đầu tu thời Đức Phật rất đúng, tu thời Thượng Pháp rất đúng. Nhưng mà khi bắt đầu vô Trung Pháp cũng còn đúng, dần dần cái thời Trung Pháp và thời mạt Pháp của cái Trung á, nó chuyển qua tu tiền, thành nó sai. Giáo lý dẹp, nó cắt cái quyển giáo lý nó cắt, nó không thèm đưa nữa. Nếu đưa cái giáo lý, đưa cái quyển giáo lý ra thì đâu ai chịu cúng. Trong cái đó đâu có chuyện cúng dường. Mà cúng dường ngày xưa cái tiểu thừa người ta giờ rất đúng là cúng dường là không cúng thức ăn thôi nha. Không cúng tiền. Tuyệt đối không tiền. Ông thầy không được quyền giữ tiền. 250 giới không được quyền giữ tiền. Tìm đi phải không? Giờ trong ra 250 tới có ông nào giữ tiền không? Mà giờ ông nào, cái ông nào nãy con mới nói gì 300 tỷ. Đã không thử tiền mà tại sao quá trời tiền. Nếu đem giáo lý ra thực hiện thì làm sao tu được? Trong giáo lý là cái 200 đồng giới thì anh không được quy giữ tiền, anh chỉ được ăn đủ ăn thôi. Rồi sao? Chùa cắt ra nguyên tắc, người Phật tử cất chùa mời ông thầy vô tu, không phải là ông thầy cất chùa. Nó đi, bây giờ nó đảo là ông thầy cất chùa chứ không phải Phật tử cất chùa. Nhưng mà ngày xưa thời vua Võ Tắc Thiên á, cái vùng nào mà có người tu á, thì bả mới sai dân làng ở đó thì cất trong cái chùa mời ông thầy vô tu, cấp đất cho mấy ông thầy ở ăn ở tu chứ không có lấy tiền. Giờ nó tu trật lắc, nó tu tiền, nó giờ làm ruộng cực quá không được, giờ tôi lấy tiền tôi mua gạo sướng hơn chứ không làm ruộng. Thành ra phải suối để gì có cúng dường ở chỗ này nó sai. Vì thế mà cái quyển giáo lý phải dẹp liền. Quyển giáo lý nó dạy trong cái này mà con đưa giáo lý rồi ai cúng cho con. Vì thế mà quyển giáo lý nó biến mất từ lúc đó.
Thấy không? Giờ thành không có cái nào, không có cái pháp môn nào có giáo lý hết. Mà chỉ mấy cái như đạo, mấy đạo khác thì ta có giáo lý. Ha, cái đạo Phật nó tới 6 pháp môn đó, có 6 pháp môn nhưng mà nó 8 quyển giáo lý. Mà giờ nó biến mất hết, giờ có nó còn. Còn chùa Tân Diệu còn giữ một cái quyển gọi là giáo lý đạo Phật Thiền Tông và đạo Phật khoa học vật lý Thiền Tông. Nó còn, với cái đặc biệt còn. Mà cái quyển giáo lý Thiền Tông là xuất bản ở trong cái quyển số 10 rồi đó, bị tan cấp rồi, trẻ gì không có. Rồi còn cái quyển giáo lý khoa học vật lý này chưa xuất bản được, có mà chưa xuất bản được. Hiểu không? Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con cũng mong là quyển giáo lý của chú đang giữ là sau này sẽ được công bố ra để mọi người được nhiều cái lợi ích hơn ạ. Bây giờ cái giáo lý khoa học vật lý Thiền Tông đặc biệt xuất bản ra, công bố ra, người nào đọc cái này thì người đó sẽ là toàn giác. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con hỏi câu 22 ạ. Xin bác cho biết những hội thần nào đang hiện hữu ở trái đất này và ở đâu, nội dung, nhiệm vụ, hoạt động của họ thế nào thưa bác ạ? Hội thần. Hội thần. Bây giờ đó thì cái hội thần này nó không có, nhưng mà có cái hội thánh. Thấy không? Cái hội thánh này thì chú không nói ai. Tất cả những người mà trên thế gian này nè, mà ta tu theo cái pháp môn nguyên thủy á, còn chúng được cái thánh gọi là cái thánh A-la-hán đó, thì sẽ được cấp một cái bằng tiến sĩ thánh học. Thấy không? Còn có cái bằng tiến sĩ thần học có, nhưng mà chú không dám nói ai. Thì cái này thì đợi người nào mà có cái bằng đó đưa ra tự nhiên con biết. Có cái người cấp đàng hoàng. Nếu mà con nói vậy, con ngộ được theo kiểu mà tứ quả thinh văn á, thì con được cái hội thánh, con có bằng thánh học, tiến sĩ thánh học. Còn mà ngộ bên thần á, thì có bằng tiến sĩ thần học. Mà bằng tiến sĩ thần học, chú có một ông bác, ông có cái bằng này, mà giờ ông chết rồi. Thấy không? Cái bằng ông vẫn còn, gọi là tiến sĩ thần học. Không phải nhỏ đâu. Mà cái này nó bí mật nằm ở trong các đạo á, chứ nó không nằm đâu, nó không có đưa ra phô trương bên ngoài, thành ít người hiểu lắm. Cái trên thế gian này nó có hai cái bằng tiến sĩ thần học và cái bằng tiến sĩ thánh học, nó có. Nhưng mà ta không dám nói, chừng nào mà công bố giáo lý ra chưa nói, tôi chỉ cái bằng để nằm ở đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, con đã hết câu hỏi, con xin cảm ơn bác đã giải đáp cho con những câu hỏi vừa qua. Con xin chúc bác có nhiều sức khỏe ạ. Rồi, cảm ơn con hỏi nhiều. Con cố gắng làm sao mà tạo công đức trong sáng để về đời để lo về chứ. Tuyệt đối nha, con đừng có tưởng nha. Thế giới này đừng có tưởng nữa. Còn bao nhiêu, sống bao nhiêu năm nữa cứ tạo công đức trong sáng. Tuyệt đối đừng tưởng là tốt nhất. Nếu mà con tưởng một cái thì bốn ông Phật trước ra đời con chưa gặp được, nói tôi còn biết. Thấy không? Rồi cảm ơn con hỏi. Dạ, cảm ơn bác ạ.